Xin thưa tới quý vị và các bạn, sau một hồi sờ lần nắn bóp, nông dân cũng tháo được cái vỏ của cái tivi. Tivi này cái vỏ không có một con ốc vít nào. Video trước hỏi quý vị và các bạn là xem có ai tháo cái tivi này ra rồi thì bảo nông dân. Nhưng mà trong cái thời gian đợi chờ chưa thấy ai bảo cả. Thế mà tivi này lại tivi của mình, không phải tivi của người ta mang đến sửa. Nên là nậy nậy ra, tại vì mình đoán là không phải dính keo mà thì cái lúc mà nậy ra nó trục trặc nậy ra thì hỏng hết bánh kẹo. Thế thì chỉ có nậy lấy cái tô vít dẹt nậy nậy mãi mới được. Nậy nó cứ tanh tách cứ như kiểu là nó gãy ấy. Ở đây này, đây là cái vỏ đằng sau này, vỏ đằng sau này nó có những cái chốt này, nó có những cái chốt này đấy, nậy nó cứ tanh tách. Thiết kế ốc vít thì có phải là đẹp không, ai người ta cũng tháo ra được. Cái thiết kế kiểu nậy này nó gọi là phải bạo tay đấy, phải bạo tay mới dám nậy này. Nậy nó cứ tanh tách đấy thôi, nhưng mà tháo được ra mà tivi còn nguyên vẹn là sướng đời rồi, sướng đời rồi. Rồi cắm điện này mọi người lại xem lại nhá. Đấy, nó chớp đây này, nó chỉ có chớp thế thôi. Đây, tắt cái bóng điện này. Đấy, nó chỉ chớp lên có tí tiếng này, nó chớp thế thôi. Thế hay. Đấy, nó chớp lên đấy. Đấy, thế là tắt. Thôi đây, dừng video đây để cơm cháo. Mà cơm cháo xong rồi lại bắt đầu tính tiếp để làm cái video để quý vị và các bạn coi như thế là phấn khởi, vì nông dân nhà nông dân nhưng mà cũng tháo ra được rồi, còn có sửa được hay không thì lại hồi sau mới rõ.